đó, và lần này làm từ đây sẽ làm một cái cảm giác của bạn khác. Đó chính là mình sẽ phải ngắm sự trưởng thành của thành viên cuối cùng còn lại trong đội. Và ngày hôm nay thì đối với Hoàng Yến thì sự thể hiện của Quỳnh Anh nó không phải chỉ riêng là mang tính cách cá nhân, mà là sự đại diện và thiên của Hoàng Yến. Và dù thế nào đi nữa thì tất cả thí sinh, cả ba thí sinh đã có một sự khác biệt và trưởng thành. Và hy vọng rằng các em sẽ còn trưởng thành hơn sau cuộc thi. Không phải như vậy. Một lần nữa xin được phép chúc mừng cho Thanh Hằng cùng với đội của mình đã chiến thắng tuyệt đối trong The Face Việt Nam 2018. Kính thưa quý vị, The Face Việt Nam 2018 là một chặng đường đi của đam mê, sự thành công của một tập thể, và đặc biệt hơn cả là tình yêu dành cho nghề người mẫu. Gương mặt người mẫu này sẽ là gương mặt mới của thị trường Việt Nam, và Thanh Hằng sẽ vững bước trên con đường huấn luyện của mình. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình trong suốt mùa vừa qua. Và bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại The Face Việt Nam 2019. Đến giờ phút này thì tôi cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì là chương trình The Face Việt Nam năm 2018 đã tìm ra một quán quân xứng đáng là Mạc Trung Kiên. Sau một hành trình rất là dài, lần đầu tiên Sao Văn Thanh Niên sản xuất chương trình thương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2018, thì Mạc Trung Kiên có thể nói là trong top 3 cũng rất xứng đáng. Nhưng mà Mạc Trung Kiên là thí sinh không chỉ có một ngoại hình mà có một gương mặt cũng rất là đẹp và rất là thương mại, rất là phù hợp với rất nhiều những cái nhãn hàng quảng cáo. Dĩ nhiên là lúc đó mình cảm thấy rất là hào hứng rồi, bởi vì mình đã chiếm được rất là nhiều tình cảm của tất cả mọi người, không những là ở đây, không những ở khán đài, mà còn ở trên mạng xã hội được rất là nhiều mọi người ủng hộ. Thì mình mong là khi mà Trâm Anh bước ra khỏi chương trình The Face thì không phải với cái bóng dáng này nữa, và là sẽ là một Trâm Anh khác, và mọi người vẫn sẽ ủng hộ Trâm Anh trong điện sắp tới. Mình muốn gửi một cái lời cảm ơn rất là chân thành và sâu sắc đối với tất cả mọi người, đối với fan của Trâm Anh. Suốt chặng hành trình vừa rồi thì tất cả mọi người đã theo dõi và lúc nào cũng luôn ủng hộ cho Trâm Anh, mặc dù là Trâm Anh còn rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà ở bên cạnh đó Trâm Anh sẽ cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày, và chúc mọi người là sẽ luôn luôn thành công ở trong cái công việc của mình và hãy luôn tỏa sáng theo cách của mình. Chúc mọi người có một cái Tết thật là yên ấm, hạnh phúc và lúc nào cũng được vui vẻ bên gia đình giống như Trâm Anh.